Bả cho cá chốt nó ngon. Mùa mưa này xuống cá chốt nó ngon lắm mấy chứ. Quá trời ngon rồi. Cá phi đặc biệt Bạc Liêu nữa kìa. Đặc sản kìa. À, xin chào mọi người, hiện tại thấy đang đứng đây là chợ Bạc Liêu ha mọi người, chợ phường 3 Bạc Liêu ha. Đây nhìn rất là đẹp ha mọi người. Chợ phường 3 Bạc Liêu được người dân cũng như khách du lịch người ta ví như là chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Bà con đây vui lắm mọi người ơi. Trời ơi tâm tươi không cơ. Quá trời ngon. Ngon lắm. Ngon quá chế đó, thẻ hay là gì chế? Thẻ. Quá trời. Ngon lắm, thẻ nhìn thẻ ngon lắm mọi người. Tiếp tục hai mọi người ơi. Trời ơi, cá rô. Cá rô cá chốt rồi. Quá trời luôn rồi. Bả cho cá chốt nó ngon. Mùa mưa này xuống cá chốt nó ngon lắm mấy chứ. Quá trời ngon rồi. Cá phi đặc biệt Bạc Liêu nữa kìa. Đây đây là quả trái cây ha. Đây chợ nông sản thực phẩm. Cái này thì giống như cái hồi đầu thấy quay thôi. Thì bán chuối thôi, chuối dừa. Này cá gì chứ? Cá bóp. Trời, cá bóp luôn. Bạc Liêu mình hải sản là vô tư nha mọi người, rất là ngon, tươi ngon nha. Cái cua nhìn nó quá trời luôn ha. Này cua y hết ta. Này gặp thấy gì? Này ký giờ nhiêu anh? 250 à? Này cua chắc lấy ở vuông rồi. Quá trời nhìn cua nó ngon ha. Này giao ở đóng ga dựa hả? Mua xong mua bán đóng ga dựa anh.
Mọi người chợ cua quá trời luôn rồi mọi người. Cua quá trời cua. Nhìn nó chắc cô nhìn nó chắc quá ha. Đây cá tươi. Hello anh. Thôi ngon luôn mọi người ơi. Từ không hả? Hả? Cái gì hả? Cá ba sa nè mọi người. Cá đuôi hồng luôn nè. Cá sa đuôi hồng. Lóc đồng. Lóc đồng, cá phi nữa. Cá chê nè. Ngon quá hi ơi. Đấy. Em hả? Trên em thái bạc liêu. Dạ, em bơi em đây luôn. YouTube. Bà con ở đây vui lắm mọi người. Ha, còn bên đây là cái bán gia vị cho mọi người ơi. Ha. Đây như vậy cũng lên luôn dạ cái này cá kèo nè, tôm đất nè, mực nè, cá nâu nè, cá chốt nè, cua đầy đủ á. Ê, chúc chế mọi người đánh đất bán đất ha. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Rồi chúng ta đi tham quan thêm vòng đi ha. Ê, cái dãy này dãy quầy khô không nè mọi người, vừa khô không nha. Đây khách du lịch đang mua gì, tham mua tham quan tham mua nè. Khá là đông ha. Đây, dưa khô Kim Thanh. Khu này là bán khô đặc sản. Nhìn rất là ngon. Thank you.
này là tầm 9 giờ sáng nha mọi người. À, chúng ta lại chợ truyền thống bên kia đi ha, tham quan tiếp nha mọi người ơi. Là rau tươi không mọi người. Được lên luôn. Đây là rau củ quả nè mọi người. Bà con ở đây vui lắm. Bà con ở đây vui lắm. Em đưa mặt anh ra đúng không? Đi hai bên thôi mọi người. Rồi Cà Mau cô ơi. Đây mắm nè. Vui lắm, chợ đây bà con vui lắm mọi người. Này dài lắm mọi người. Đây tao chắc đóng đóng luôn. Vừa bọc tao bán sẵn là mọi người sĩ á. Tới đây Thái xin kết thúc video, nhớ đăng ký kênh Thái ủng hộ Thái nha. Chúc mọi người có làm một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người ạ.